Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung của tập 17 bộ truyện này. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Khánh Hân trở về phòng, cô lại nôn thêm mấy lần nữa. Ngay cả răng cũng cảm giác được mùi vị chua chua ở đó. Nỗi sợ trong đáy lòng của cô lại càng lớn hơn. Xong rồi, kiểu này thì chỉ có thể là mang thai thôi biểu hiện này càng lúc càng rõ ràng hơn nếu như bọn họ có nghi ngờ gì đó thì trước hết cô cứ phủ định trước nói rằng mình không mang thai sau đó có thể tính tiếp bước tiếp theo tận đáy lòng mang theo rất nhiều nỗi bất an thế nhưng mà cô vì quá mệt mỏi đã dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ trong lúc mơ màng cô cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình làm cho cả người không được tự nhiên Khánh Hân mở tràng mắt ra thì thấy một thân người cao lớn đang đứng ở đầu giường mà nhìn cô. Cô sợ hãi a lên một cái rồi kinh hoàng ngồi dậy tay nắm chặt chăn. Anh... anh là ai? Ở chỗ của tôi em còn tưởng là ai có thể vào phòng của em giữa đêm khuya thế này chứ? Không phải là em đang hy vọng gã nhân tình của em đến đây đấy chứ? Trong bóng đêm người đàn ông lạnh lùng lên tiếng giọng nói này... Hồng Khánh Hân không có thử phào nhẹ nhõm mà nắm chặt chăn. Cô lo lắng nói. Nửa đêm anh giả ma giả quỷ rồi đứng ở đầu giường tôi để làm gì chứ? Anh muốn dọa chết tôi đấy à? Nhìn thấy tôi thì bị hù chết. Còn nhìn thấy cố Nam Phong thì sẽ rất hưng phấn có đúng không? Quân vị giường lại tiếp tục châm biếm mà nói. Lại là nhắc đến cố Nam Phong. Bây giờ mỗi lần nói chuyện với cô, anh ta đều kèm theo ba chữ cố Nam Phong, cố Nam Phong tra tấn người khác xong không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Khánh Hân mặc kệ, không quan tâm gì nữa mà nói. Anh tìm tôi có việc gì không? Không có thì mời anh ra ngoài đi, tôi còn muốn đi ngủ. Em dám đuổi tôi sao? Đây là phòng của tôi cơ mà. Nhưng đây là biệt thự của tôi. Khánh Hân hít sâu một hơi, nhưng đột nhiên cô lật chăn ra rồi xuống giường. Vậy thì tôi ra ngoài là được chứ gì? Vừa đi được hai bước thì tay của cô đã bị người đàn ông nắm chặt lại. "Tôi cấm em đi ra ngoài." "Vậy rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Thay quần áo cho tôi. Không phải là vợ của anh đã về rồi sao? Anh bảo cô ta thay cho anh đi." "Vậy thì tôi nuôi em để làm gì chứ? Ăn no rồi đi ngủ sao? Vậy thì anh trực tiếp thả tôi đi đi. Xem ra em vẫn còn chưa tỉnh ngủ rồi." Bỗng nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của quân vị dương cúi đầu xuống, hồn lên đôi môi của cô. Cô muốn dãy rủa nhưng đã bị bàn tay to lớn kìm chặt eo của cô lại, cô không thể nào trốn tránh. Nụ hôn sâu qua đi, cả người cô sụi lờ trong lồng ngực của anh. Miệng cô thở hồn hển Đã tỉnh chưa nào? Quân vị dương rũ mắt xuống nhìn cô. Khánh Hân ổn định hơi thở của mình, sau đó thì đẩy anh ra. Anh mặc kệ vợ sắp cưới của mình nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm chuyện này với tôi anh không sợ cô ấy sẽ tức giận sao làm chuyện này là chuyện gì em nói xem chúng ta đang làm cái gì nào quần vị sương hài hước trêu chọc cô bỗng nhiên anh cúi đầu xuống dựa sát vào người của cô hay là từ sâu trong đáy lòng của em đang mong chờ tôi làm gì đó với em sao tôi không hy vọng cái gì cả anh đi tìm vợ sắp cưới của mình đi có lẽ cô ấy đang chờ anh đấy Nghĩ đến anh Đối xử với Trần Vy vô cùng tốt Khánh Hân lại đẩy anh ra Quân Vị Dương hơi nhờ mắt Có vẻ như là Em không thích cô ấy lắm đúng không Tại sao tôi phải không thích cô ấy chứ Em ghét cô ấy là bởi vì tôi sao Đúng vậy Là bởi vì anh Bởi vì cô nói ra những lời này Mà chân mày của quân vị dương Đang nhíu chặt, giãn ra một chút thế nhưng giây tiếp theo lại nghe cô nói cô gái nào có liên quan đến anh tôi sẽ đều không thích bởi vì mấy người đó cũng giống như anh ỷ mình có thân phận cao quý hơn lúc nào cũng ra vẻ mình cao hơn một bậc rồi xem người khác chẳng ra gì cả cô thực sự là rất ghét những người như vậy không tôn trọng người khác chỉ vì xuất thân đều là người với nhau cả có gì mà phải phân biệt đẳng cấp giàu nghèo sang hèn cơ chứ chỉ bởi vì lý do này thôi sao khuôn mặt của quân vị dương lại chìm xuống thêm một lần nữa khánh hân hỏi anh một câu vậy anh nghĩ còn có lý do nào khác sao chẳng lẽ anh ta muốn cô nói rằng cô ghen sao đúng là buồn cười thật đấy tại sao cô phải ghen với một người như anh ta chứ cả đời này cô sẽ không bao giờ ghen tị với loại đàn ông xấu xa này đâu tắm cho tôi nhanh lên quân vị dương lạnh lùng nhìn chăm chăm cô đột nhiên lạnh băng mà ra lệnh Cô móc khóe mà nói. Anh làm gì mà bây giờ mới tắm chứ? Mà tại sao lại phải tắm trong phòng của tôi? Vợ sắp cưới không tắm cho anh à? Nếu không muốn tắm thì lên giường đi. Còn không thì đừng nói nhảm nhiều như vậy. Cái tên này thật là biết cách uy hiếp cô mà. Cô nghiến răng, rốt cuộc là vẫn đi qua, cởi áo sơ mi và thắt lưng, cô phải cẩn thận mới được, chưa biết là cô có mang thai hay không, nhưng mà trước mắt cứ né tránh ngủ với anh ta là an toàn nhất. Cô đã cười xong quần áo của anh ta, thế nhưng anh lại yêu cầu là phải tự mình tắm cho. Vậy là hai người đi vào trong phòng tắm. Chốc chốc là cô lấy sữa tắm trà người của anh, chốc chốc cô lại gội đầu cho anh. Gội đầu xong, mí mắt của Khánh Hân tự dừng xíp lại, không tài nào mở ra được nữa. Những ngày gần đây cô rất thích ngủ, mà hôm nay lại ngủ muộn hơn so với bình thường, thế cho nên bây giờ ngủ gà ngủ gật như thế này. Hồng Hân Vân. Quân vị Dương kêu một tiếng nhưng mà không có ai trả lời. Anh cho rằng cô đã lén rồi đi. Anh đứng dậy từ trong bồn tắm, nước chảy xuống xối xả thì phát hiện ra rằng Khánh Hân đang ôm khăn tắm, người tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền lại. Hồ hấp trở nên đều đều. Cô gái này đang giả bộ ngủ sao? Quân vị Dương đi qua, đá vào chân của cô. Khánh Hân rụt vai lại nhưng mà cô vẫn không mở mắt ưỡn người ra, tìm tư thế thoải mái hơn mà tiếp tục ngủ. Quân vị dương nhăn mày, không để cho cô nằm ra giữa sàn nhà như thế được. Anh cúi người, một tay ôm eo của cô, một tay kia thì vòng qua chân, rồi bế ngang người cô lên. Dựa vào trong vòng ngược rắn chắc, khuôn mặt của cô cọ cọ vào người anh, tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ say xưa Quân vị dương cúi đầu nhìn bộ dáng của cô bây giờ, anh mím chặt môi. Thật sự là muốn ném cô vào trong bồn tắm Cho cô tỉnh lại Thế nhưng đầu chỉ nghĩ như vậy thôi Còn chân tay thì đã đi ra khỏi phòng tắm Rồi đặt cô lên giường lớn từ bao giờ Khánh Hân trở mình Cô hất dép của mình ra Nếu không phải là quân vị dương Kịp thời né tránh Thì chiếc dép đó đã bay trúng vào mặt của anh rồi Cô gái ngu ngốc này Là cô cố ý sao Sắc mặt của quân vị dương rất tệ Nhưng không hiểu vì sao anh lại không muốn đánh thức cô. Anh không kiên nhẫn mà cởi nốt ra chiếc dép còn lại. Càng nghĩ mà anh lại càng thấy khó chịu. Tại sao tự dưng lại biến thành anh phục vụ cô cơ chứ? Sau khi mặc áo tắm vào, quần vị dương cũng nằm xuống bên cạnh Hồng Khánh Hân. Tư thế ngủ của cô không được tốt, một chân của cô gác trên người anh. Quần vị dương lạnh lùng đá chân của cô trở về, thế nhưng rất nhanh sau đó lại là một chân khác tấn công tới. Hồng Hân Vân, Em đang cố ý có đúng không? quần vị dương lật người lại, cánh tay dài đưa ra, ôm cô dán sát vào người của mình, để lưng của cô dán vào trong lồng ngực anh. Hai chân kẹp lại hai chân của cô, không cho phép cô lộn xộn nữa. Anh ở châu Âu trị bệnh hơn một tháng nay, ngoại trừ lúc hôn mê, thì những lúc tỉnh lại đều rất khó khăn để mà đi vào trong giấc ngủ. Thường thường đến khi bình minh, anh mới ngủ thiếp đi. Nhưng lúc này, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu của cô, người cô tỏa ra mùi hương dễ chịu. Quân vị dương cứ như vậy mà dễ dàng đi vào trong giấc ngủ. Hai bàn tay to của anh bắt đầu chạm nhẹ, theo cơ thể mềm mại của cô mà dịu dàng vuốt ve. Những động tác đó bắt đầu làm cho anh có cảm giác khát vọng hơn, sau đó trở nên tham lam. Hơn một tháng nay, hơn một tháng rồi, anh không ôm cô, hôn cô. Anh biết rằng chính mình không nên làm như vậy. Cô đã phản bội anh, đã bị vấy bẩn bởi một người đàn ông khác, nhưng mà không hiểu sao, anh cứ hết lần này đến lần khác lại chạm vào cô. Từ trước đến nay, anh vốn không có thói quen sử dụng chung đồ với người khác. Hẳn là theo lý thì anh phải báo cho ba của anh là cô đã vụng trộm yêu đương với kẻ khác, cần phải xử lý ngay lập tức và tìm về một người khác mang đến đây mang thai hộ mới đúng chứ. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là người đẹp hơn cô cơ thể cũng quyến rũ hơn cô rất nhiều lần cô thì là cái thá gì chứ chỉ là một cô gái rất bình thường thậm chí là giá trị của cô còn không bằng chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay anh không nên dây dưa với cô mãi lãng phí thời gian quý báu của mình dành cho cô nhưng không hiểu tại sao anh cứ mãi giữ cô ở bên cạnh thậm chí là còn không có ghét bỏ cô ánh mắt của quân vị dương dần dần trở nên sâu hiểm bàn tay của anh vuốt vuốt khuôn mặt nhẵn mịn của cô gái trong lòng, ngón tay thon dài miết vào bờ môi của cô. Mới vừa chỉ hôn cô cách đây vài phút, có hương vị nào của cô mà anh chưa nếm đủ, thế nhưng mà hết lần này đến lần khác đều khiến cho anh phải say mê. Anh lại nghĩ đến bờ môi mềm mại này cũng đã bị cố nam phong nhấm nháp, thậm chí là cô còn hưởng ứng mà đáp lại. Một sự ghen ghét cao cấu hiện ra trong lòng anh. Anh hận là không thể giết chết hai người. Trong lúc ngủ, Khánh Hân giống như cảm nhận được điều gì đó. Cô kêu lên vài cái, rồi vô thức dịch người đến gần anh hơn. Thậm chí là tay còn bắt lấy áo ở trước ngực của anh. Ngón tay của quân vị dương đang chạm vào bờ môi của cô, dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, thì phát hiện ra những hành động này của cô đều là trong vô thức. Trong lòng anh mềm mại đi một chút. Trong chốc lát, anh cứ nhìn chằm chằm cô. Sau đó thì bờ môi mỏng đặt lên môi của cô trằn trọc hôn cô rất khẽ. Thấy cô vẫn đang ngủ, anh chậm rãi cậy miệng của cô ra. Khánh Hân đang ngủ rất thoải mái, thoảng thoảng cô có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cô theo bản năng mà ngừng mặt lên, phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn của quân vị dương. Bỗng dưng, đôi mắt của anh sáng rỡ, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của cô, rồi cố định đầu cô lại mà hôn cô không biết mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Trần Vi rửa mặt, chuẩn bị xong đi xuống lầu, nhưng mà không thấy quần vị dương đâu cả. Nhìn thấy quản gia Tài Nhục Cầm đi qua, cô liền hỏi: Vị Dương đâu rồi? Dạ, chắc là thiếu gia còn chưa dậy. Ngày ấy không ở trong phòng sao? Tài Nhục Cầm có chút ngoài ý muốn, bởi vì ông cho rằng tối qua Trần Vi và quần vị Dương ngủ chung phòng với nhau cơ mà. sắc mặt Trần Vi hơi đỏ, ngừng đầu lên nhìn trên lầu, sau đó thì bước lên cầu thang cô mới đi vài bước thì đã thấy quân vị dương đang xốc tay áo bước xuống bước chân của quân vị dương dừng lại cô nghiêng đầu nhìn nhìn ra đằng sau của anh không thấy có người nào cô mới khéo léo nở ra nụ cười vị dương tối qua anh không về phòng để ngủ sao quân vị dương chỉ tùy ý mà ừ một cái bàn chân thì vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang trần vi chờ đợi đi theo phía sau nhịn không được mà nói anh ngủ trong phòng của cô ấy sao anh lại tiếp tục ừ một cái làm cho sắc mặt của trần vi cứng đờ sau đó thì nhẹ nhàng nói có phải tối qua em ngủ quên mất không thay đồ giúp anh không về sau em sẽ chú ý hơn sức khỏe của em không tốt cứ ngủ thẳng giấc đi em không cần phải làm những việc này đâu mấy chuyện đó cứ để cho hồng hân vân làm là được rồi nếu không thì anh nuôi cô ta để làm cái gì chứ Quân Vĩ Dương rất tự nhiên mà nói. Anh nói có vẻ rất đúng, thế cho nên Trần Vi không biết phải phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể tươi cười. Em chỉ sợ cô ấy vụng về, không hiểu quy tắc, sẽ không thể nào phục vụ cho anh tốt nhất thôi. Thật ra thì cô không có lý do gì phải hỏi anh cả. Hồng Hân Vân là người sinh con cho anh, thế cho nên anh có ngủ với cô ta cũng là chuyện bình thường thôi. Thậm chí là trong cái thế giới của bạn họ, mỗi một người đàn ông nào chỉ có duy nhất một người là vợ mình chứ Ngoại trừ một người vợ hợp pháp trên giấy tờ ra Thì còn có biết bao nhiêu là người phụ nữ ở bên ngoài Mà những người vợ đó đều không dám hé ra nửa lời Quy tắc sao? Quân vị dương hờ lạnh vì hai chữ quy tắc Cô ta có bao giờ coi trọng quy tắc là cái gì chứ? Cứ một lúc anh không để ý là cô ta muốn trèo lên đầu của anh mà ngồi trên đó Trên bàn cơm, người hầu bưng thức ăn lên Quân vị dương đang gắp một miếng thịt Thì đột nhiên lên tiếng Trong lúc anh hôn mê dưỡng thương Em có cầm di động của anh không? À có đó Em nhìn thấy di động của anh có người gọi Cho nên là mới nhìn một chút Trần Vy có chút ngẩn ra Rồi trả lời Quân vị dương không có thói quen Hỏi vòng vo vò mà trực tiếp hỏi luôn Em đã xóa lịch sử cuộc gọi nhỡ của anh sao? Tài nhục cầm có nói qua rằng Hồng Hân Vân có thể gọi cho anh Mà trong di động của anh thì Hoàn toàn không có cuộc gọi nhỡ nào cả Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây Trần Vy hơi sợ Mà không biết phải trả lời thế nào Xem ra là Em xóa thật rồi Trần Vy líu xíu mà giải thích Là em xóa Bởi vì em thấy số điện thoại đó Là số điện thoại trong nước Em sợ rằng có người làm phiền anh Cho nên mới xóa đi Để anh yên tâm điều trị Dừng lại một chút Cô nhìn khuôn mặt của anh không có biểu hiện gì cả Lúc này mới thấp thỏm nói tiếp Là điện thoại của ai rất quan trọng sao anh? Dù là không quan trọng hay là quan trọng Thì em cũng không nên tự tiện đụng vào điện thoại của anh Anh hy vọng rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Quân vị sương nhớn mày lên nhìn cô ta Tuy rằng giọng điệu không nghiêm khắc Nhưng mà cũng mang theo một tính chất cảnh cáo ở trong đó trong lòng Trần Vi nổ lên một sự lo sợ từ trước đến giờ Quân Vị Dương nào có dùng thái độ này để mà nói chuyện với cô bao giờ đâu chứ cô cúi đầu xuống buồn bã đáp em biết rồi em đã nhớ kỹ rồi em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa ăn sáng được một chút Khánh Hân mới thức dậy đi xuống giường cô ngáp ngắn ngắp dài rồi chậm rãi xuống lầu khi mà nhìn thấy Quân Vị Dương cùng Trần Vi còn đang ở trong nhà ăn cô lập tức xoay người trốn lên trên lầu Thế nhưng mà đã bị giọng nói của người đàn ông gọi ngược trở lại. Hồng Hân Vân Ba giây nữa mà cô không lết xuống đây thì đừng trách tôi là không khách khí với cô đấy. Đáng chết, cô đã cố tình ngủ đến 9 giờ rồi, thế mà bọn họ vẫn còn ở đây sao? Khánh Hân không tình nguyện mà xoay người đi xuống dưới lầu. Nhưng mà cô không đi vào trong nhà ăn, cô ghé qua phòng khách. Mà dĩ nhiên là quân vị dương không cho cô cơ hội đó rồi lập tức lại đây để làm gì chứ cô chậm rãi đường đó uốn éo hỏi lại quân vị dường dùng nghĩa gõ gõ vào bàn ăn ăn sáng nhưng tôi không đói không đói cũng phải ăn quân vị dường ra lệnh rồi lập tức hai người hầu đi qua cưỡng ép cô đến bàn ăn bắt cô phải ngồi xuống ghế trần vi mỉm cười thân thiện chào hỏi chào buổi sáng từ trong đáy lòng Khánh Hân cảm thấy rất phục Trần Vi bởi vì có thể rộng lượng như vậy. Cô cũng cố gắng cười một cái. À, chúc cô buổi sáng vui vẻ nha. Trần Vi lúc này quan tâm mà lên tiếng. Tối qua cô ngủ thế nào? Cơ thể của cô khó chịu, có ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ không? Không tệ. Hỏi gì thì Khánh Hân trả lời nấy thôi. Khuôn mặt của quân vị dương trầm xuống, ánh mắt giống như là lưỡi dao phóng về phía của Khánh Hân. Cô coi như là không nhìn thấy mà nói thẳng. Tôi cứ cảm thấy là có thứ gì đó quấy dày bên cạnh tôi, phiền muốn chết. Cũng có thể là phòng tôi có côn trùng, rồi mũi gì đó. Chờ một lát nữa tôi cho người làm lên vệ sinh lại phòng. Quân vị dương càng nghe mà lại càng đen mặt hơn. Anh phát ra một sự nguy hiểm nhìn cô chằm chằm. Cô thế mà lại dám mắng anh là cái đồ côn trùng rồi mũi sao? khánh hân thản nhiên uống xong cốc nước đặt trên bàn sau đó thì cô ý nói hơn nữa giấc ngủ của tôi không được tốt ngủ với người khác không quen cho lắm cho nên về sau hy vọng rằng quân vị dương anh đừng đến phòng của tôi nữa cô chỉ là muốn để cho trần vi nghe thấy để cuối nổi lên cơn ghen mà đuổi cô đi nhưng mà không nghĩ rằng trần vi lại không tức giận mặt mày cũng không có biểu cảm gì cả ngược lại còn cười cười Vị Dương cũng chỉ là hy vọng Cô có thể nhanh chóng mang thai thôi Dù sao Đây mới chính là chuyện quan trọng nhất mà Trần Vy vừa nói Vừa rót cà phê vào trong tách của quần vị Dương Rốt cuộc là cô gái này Có bao nhiêu rộng lượng chứ Mới có thể để cho chồng của mình Đi ngủ với một người con gái khác Lại còn có thể cười cười nói nói Xem như không có chuyện gì xảy ra Có phải là người quý tộc Thì lại càng không bình thường như vậy không Cô cúi đầu không còn từ nào để mà nói nữa. Cô lấy muỗng múc ra một miếng cháo. Thì bỗng dưng một mùi nồng nặc đã xông thẳng lên trên mũi. Phản ứng đầu tiên chính là Khánh Hân muốn nhịn xuống cơn buồn nôn trước mặt của hai người kia. Nhưng mà phản ứng quá dữ dội khiến cho cô không thể nào kiềm chế. Cô đột nhiên đứng dậy rồi đi đến bồn rửa tay mà nôn ra. Trần Vy đang muốn thả muỗng xuống. Thế nhưng quần vị dương nhanh hơn đã đứng dậy anh bước tới chỗ của Khánh Hân nhưng mà khi đến gần thì thả chậm tốc độ. Sao thế? Bị bệnh sao? Đến bệnh viện đi. Không cần đâu. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Từ tối qua đến giờ em nôn liên tục. Nếu như nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thì sáng hôm nay cũng sẽ không nôn dữ dội như vậy rồi. Tại tối qua tôi ăn nhiều quá thế cho nên là sáng nay mới gây ra tác dụng phụ thôi. Trần Vi đã đi tới từ khi nào? cô vẫn là nên đến bệnh viện để mà kiểm tra một chút có thể là cô bị bệnh thật nhưng mà cũng có thể là cô đã có rồi đáng chết lúc này cô ta nói đến mấy từ đó để làm cái gì chứ chữ có rồi đã lọt vào trong tai của quân vị dương không biết là anh nghĩ cái gì chỉ thấy anh lập tức bế người khánh hân lên rồi đi ra ngoài quản gia tài nhủ cầm lập tức lấy xe đến bệnh viện đi Khánh Hân sợ tới mức quỹ đạp lung tung. Tôi không muốn đi, anh thả tôi xuống đi. Thế nhưng quân vị dương làm gì cho cô cơ hội làm loạn chứ? Anh ôm chặt cô đi vào trong xe. Trần Vi cũng vội vàng đi theo, nhanh chân bước lên xe. Chiếc xe cứ như vậy mà thẳng tiến đến bệnh viện. Bên trong ghế sửa, Khánh Hân bị bắt ngồi trên đùi của anh. Bên hồng cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy. Tư thế này của hai người vô hình chung tạo nên một sự thân mật và chiếm hữu khánh hân dẫy vài cái quần vị giường không hề buông tay mà ngược lại còn cảnh cáo cô muốn cọ sát có đúng không mẹ nó chứ lúc này là lúc nào rồi mà anh ta còn không biết xấu hổ nói ra cái câu đó ngồi như vậy tôi thấy không thoải mái thôi em thoải mái hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ anh muốn tôi nôn trên người của anh đúng không có gan thì cứ nôn đi. Tôi nói trước là tôi sẽ không tha cho cái miệng của em đâu. Nôn đi rồi sẽ biết. Anh cứ ôm tôi như vậy, thế nào tôi cũng sẽ nôn thôi. Khánh Hân buồn cười mà nói. Quân vị Dương lập tức đe dọa. Vừa hay, tôi đang rất muốn hôn em đấy. Trần Vy lúc này đang ngồi đối diện hai người. Nghe quân vị Dương nói ra mấy lời đó thì trong đáy lòng của cô không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, quân vị dương không phải là một người hay cãi nhau bởi vì từ xưa đến nay anh nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn vô tình cô chưa bao giờ gặp qua một quân vị dương như thế này một quân vị dương ấu trễ cho dù là trong những thời điểm anh tức giận với hồng hân vân nhưng mặt tận sâu trong anh không hề phát ra loại khí máu lạnh cô thấy hình như là anh đã thay đổi rất nhiều rồi chẳng lẽ cô có ảo giác sao không đây hình như không phải là ảo giác đích thực là anh đối với Hồng Hân Vân rất đặc biệt rồi. Vị Dương, anh cứ thả cối xuống đi. Nếu như cối mang thai thật, tư thế đó không tốt cho em bé đâu. Không, tôi không thể nào mang thai. Khánh Hân ngay lập tức nói ra. quần Vị Dương nhèo mắt. Tại sao lại không thể mang thai chứ? Có phải là trước đó em uống thuốc tránh thai, cho nên bây giờ mới khẳng định chắc chắn như vậy, đúng không? cô lập tức nói dối, không chớp mắt. Tôi vừa hết tháng xong, mấy hôm nay thôi. Sau khi hết tháng, tôi và anh cũng không làm chuyện đó, thì cho nên là tôi không thể nào mang thai được. Sao mà tôi biết được là em đang nói thật hay là nói dối chứ? Thì đương nhiên là tôi nói thật rồi. Chứng cứ đâu? Đến tháng thì làm sao mà có chứng cứ được? Chẳng lẽ anh ta muốn cô phải lưu trữ băng vệ sinh để mà làm bằng chứng sao? Trần Vi ngồi đó mà mỉm cười. Cãi nhau làm gì chứ? Chỉ cần đến bệnh viện là sẽ rõ thôi mà. Huống chi mang thai thì lại càng không phải là tốt hơn sao? Cô cũng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp. Chỉ cần sinh xong là cô sẽ có tự do rồi. Trần Vi nhìn thẳng vào trong mắt của Khánh Hân, nổi ra nụ cười càng ngày càng hài hòa. Lời này của cô ta thực sự rất có thâm ý. Khánh Hân là người thông minh, biết rằng Trần Vi đang ám chỉ cô. Chỉ cần cô sinh con xong, có muốn ở lại cũng đừng hỏng. Nhưng mà căn bản lúc này Khánh Hân không quan tâm đến chuyện đó bởi vì cô không hề muốn sinh con cho quân vị dương. Cả đời này của cô sẽ bị gắn cái mác là người mang thai hộ suốt cả đời, không thể nào thoát ra được, sẽ bị ràng buộc mãi với quân vị dương. Tương lai của cô sẽ bị hủy diệt mất. Mà một khi đứa bé được sinh ra rồi, dây mơ dễ má sẽ bắt đầu liên lụy quá nhiều và sau cùng thì đứa trẻ sẽ là người gánh lấy hết hậu quả, sẽ là một đứa bé vô cùng đáng thương. Cô phải nghĩ cách gì đó mới được. Nếu như ở trong bệnh viện này mà biết được cô mang thai thì nhất định hai người đó sẽ cầm tù cô để dưỡng thai mất. Ở bên ngoài thì cô vẫn duy trì sự mạnh mẽ, bình tĩnh nhưng bàn tay của cô đã không ngừng nhéo lấy da thịt của mình. Răng cắn môi trở nên trắng bệch, tiết lộ rằng cô đang vô cùng nôn nóng. Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện xa hoa. Không biết có phải là quân vị Dương nhìn ra Khánh Hân có chút không đúng hay không, mà khi xuống xe, anh ôm cô một mạch vào trong bệnh viện, không để cho hai chân của cô chạm đất một chút nào. Căn bản là cô không có cơ hội để mà làm gì cả. Đến phòng bác sĩ đã hẹn trước, anh chỉ đơn giản nói qua vài triệu chứng của cô, bác sĩ liền nói: "Muốn kiểm tra xem là mang thai hay không thì xét nghiệm nước tiểu sẽ biết thôi." cô đến phòng vệ sinh kế bên rồi ra đây nha. Nghe như vậy, quần vị dương cúi người rồi ôm cô vào trong nhà vệ sinh. Cô giật mình, lập tức đứng lên rồi lùi lại mấy bước. Để tôi tự mình đi. Trần Vy giữ chặt cánh tay của anh, ánh mắt của quần vị dương rất lạnh. Trước sau gì thì cứ nhất quyết cố chấp với Khánh Hân. Ai mà biết được là em có dở trò gì trong đó hay không chứ? Trong lòng Khánh Hân run sợ, phải nói là cô thán phục cái đầu của anh ta. Tại sao có thể nhạy bén như vậy chứ? Cô vẫn như cũ mà cãi. Anh thật sự là biết nói đùa đấy. Lấy nước tiểu thì làm sao có thể dở trò cơ chứ? Có hay không thì em tự khắc là người biết rõ. Tóm lại là thế nào? Cùn vị dường nhờ mắt đen lại nhìn cô. Mắt của anh giống như là tia ít quang nhìn thấu vào trong đáy lòng của cô. Trần Vi thấy hai người sắp cãi nhau rồi cô chỉ vào một y tá đứng ở bên cạnh đang mang khẩu trang mà nói. "Cô, cô đi vào giúp Hồng Hân Vân lấy nước tiểu đi, như vậy là được rồi." Cô Đường Đường là một cô gái xuất thân danh giá, đương nhiên là không thể nào đi theo Hồng Khánh Hân đi vào trong nhà vệ sinh để mà theo dõi. Nghĩ đến đã cảm thấy dơ bẩn rồi, mà vệ sĩ ở đây đều là nam sẽ không tiện làm việc đó. Còn y tá trong bệnh viện thì sẽ không có khả năng giúp cho Hồng Khánh Hân thế cho nên cô rất yên tâm dạ vâng ạ để tôi hỗ trợ cô ấy cho mời cô đi bên này y tá lập tức vâng lời rồi xoay người lấy cái ly giấy sau đó nói với khánh hân cả người khánh hân căng thẳng nhưng mà cô tất nhiên là không thể nào không đi vào trong nhà vệ sinh xong rồi xong đời thật rồi tình huống này đừng nói là chạy trốn mà ngay cả một động tác nhỏ của cô cũng không thể nào qua mắt được quần vị dương và trần vi căn bản là không thể nào dở trò mèo ở đây rồi. Chỉ còn một cách là cầu nguyện cô không có thai. Mong rằng cô không phải mang thai thật sự. Chờ khi đến nhà vệ sinh rồi, y tá đóng cửa lại, dùng âm lượng vừa đủ nói với cô. Mời cô ngồi xổm xuống đi. Tôi, tôi không mắc tiểu. Cô cứng đờ mà nói. Y tá theo công thức mà nói với cô. Không sao, cứ ngồi xổm xuống vài phút là nước tiểu sẽ có thôi. Cô mấp máy môi. Cô biết rằng nếu như cô không hợp tác thì kết quả cuối cùng là quân vị dương sẽ bước vào mà anh ta sẽ áp chế cô, cởi sạch ra mắt. Bây giờ cứ để cho họ lấy nước tiểu kiểm tra trước đã rồi kết quả thế nào, đến lúc đó cô sẽ tính sau. Cô giáo quyết định đang chuẩn bị cởi quần thì bỗng dưng y tá lại bắt tay của cô lại. Cô nghi ngờ lên tiếng. Cô... Y tá đưa ra một ngón tay để trên miệng của khánh hân sau đó thì một ngón tay khác tháo khẩu trang ra một khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trước mặt của khánh hân đó chính là hồng hân vân hân hân vân khánh hân không lên tiếng dùng khẩu hình để mà kêu lên như vậy trong mắt của cô đang tràn đầy sự khiếp sợ chị gái của cô tại sao lại ở đây cơ chứ chị đã trở về từ khi nào chứ Hân Vân chỉ tháo khẩu trang ra để cô nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục đeo khẩu trang vào. Bởi vì nếu như nói chuyện bên ngoài sẽ nghe thấy, cho nên Hân Vân lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vài chữ đưa cho Khánh Hân xem. "Chị về nước từ tuần trước, hôm nay chị đổi ca với đồng nghiệp." Khánh Hân lấy điện thoại nhanh chóng bấm lại. "Chị giúp em đi, em không muốn bị phát hiện là mang thai đâu." Hân Vân lại bấm tiếp Em thật sự là mang thai sao? Hân Vân mới đưa điện thoại cho Khánh Hân thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Quân vị Dương không kiên nhẫn. Tại sao chỉ lấy nước tiểu thôi mà lại lâu như vậy chứ? Hồng Hân Vân, cô muốn tiểu thành sông luôn à? Đôi tay Khánh Hân run lên, thiếu chút nữa là cô làm rơi điện thoại xuống sàn nhà rồi. Cô bình tĩnh mà lên tiếng. Tôi không muốn đi tiểu, Thế nên muốn có nước tiểu thì phải đợi một chút. Nói xong, cô nhớn mắt với Hân Vân. Lập tức Hân Vân phụ họa theo. Ờ, à, thật sự là cô ấy không có nước tiểu, phải đợi thêm một chút. Nếu như không được nữa thì có thể phải uống nước đấy. Khánh Hân làm ra bộ bực bội mà nói vọng ra bên ngoài. Anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Những lời này chính là cố ý mắng chửi quân vị dương. Mà những người bên ngoài đều run sợ, không dám lên tiếng. Khánh Hân một bên nói, một bên thì chỉ vào chiếc ly giấy, sau đó dùng di động bấm chữ. Lấy nước tiểu của chị thay thế cho em đi. Đáy lòng của Hân Vân rơi lột bột một cái. Khánh Hân thật sự là mang thai, thế cho nên mới muốn dùng nước tiểu của cô sao? Nhìn tình hình này cho thấy hình như là quân vị dương, còn chưa biết là em ấy mang thai rồi. Cũng may hôm nay cô xuất hiện, nếu như để cho quân vị dương biết em ấy mang thai thì chắc chắn là hai người bạn cô sẽ rất khó để mà cháo đổi với nhau. Hân Vân lập tức làm theo, cởi quần ra rồi đưa nước tiểu cho Khánh Hân. Khánh Hân mới đưa tay ra lấy chiếc ly, thì ngay lúc đó cửa nhà vệ sinh bị mở ra. Cùng với đó là giọng nói khó xử của Trần Vi. Vị Dương, anh đừng mà. Thế nhưng quần vị Dương không để ý tới lời nói của Trần Vi. Anh đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. Vừa lúc này thì thấy Hồng Khánh Hân đi ra, trong tay còn cầm theo ly giấy. Lấy xong rồi sao? Quân vị dương quét mắt một cái. Hân Vân đang đeo khẩu trang, che kín lại khuôn mặt của mình, đi theo sau Khánh Hân. Nghe như vậy thì công thức hóa mà nói. Đúng rồi, lấy xong rồi, bây giờ có thể đi làm kiểm tra rồi. Nghe y tá nói như vậy, quân vị dương có chút yên tâm, nhưng mà mắt vẫn như cũ, nhìn về chiếc ly giấy kia, như là sợ rằng Khánh Hân sẽ rửa trò linh tinh. Khánh Hân thấy như vậy, cố ý đưa chiếc ly đến trước mặt của anh. Sao nào? Chẳng lẽ là anh còn muốn nếm thử cả nước tiểu sao? Hồng Hân Vân, có phải là cô quá vô lễ rồi không? Trần Vy lập tức nhíu mày lên tiếng nói. Thế nhưng quân vị dương nào có để ý chứ? Anh nghiêng đầu qua nói với bác sĩ. Kiểm tra ngay lập tức đi. Tôi muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. Dạ vâng chúng tôi sẽ kiểm tra ngay đây bác sĩ nhận ly giấy hai vệ sĩ vội vàng đuổi theo để mà giám sát quá trình làm kiểm tra khánh hân sợ rằng hân vân sẽ bị phát hiện cô nói với quân vị dương bây giờ chúng ta về được chưa ở đây chờ kết quả luôn đi trở về chờ cũng được mà em muốn đôi co với tôi như vậy sao khánh hân không nói gì nữa cô rất tự tin bởi vì cô biết chắc chắn rằng kiểm tra sẽ ra kết quả là không mang thai. Nếu như tôi không mang thai thì sao? Đương nhiên là ngủ tiếp, đến khi nào mang thai thì thôi. Quân vị Dương lạnh nhạt nói, anh nói ra những lời này suýt chút nữa đã làm cho Khánh Hân phải cắn đầu lưỡi, đúng là không nên hỏi mà. Quân vị Dương thấy cô không cãi thì khóe miệng hơi nhếch lên ý cười, anh đưa tay muốn kéo cô lại, thế nhưng cô đã tránh đi. Tôi vừa đi tiểu xong, còn chưa rửa tay đâu đấy Tôi không ngại đâu Nhưng mà tôi để ý bẩn lắm Vậy thì đi rửa tay đi Cánh tay dài của quân vị dương ôm lấy eo của cô Ép buộc cô đi vào trong nhà vệ sinh Thân hình cao lớn của anh đứng sau lưng Nhốt cô vào trong lồng ngực của mình Hai bàn tay bắt lấy tay của cô Mà trà trà sát sát vào trong buồn rửa tay Cô không chịu Bàn tay của cô dãy rủa Quân vị dương dùng sức siết chặt tay của cô cưỡng ép cô phải rửa tay cùng với anh. Mẹ nói chứ, đây là anh ta đang nhân cơ hội để mà hành hạ cô đây. Anh làm gì thế? Tôi có thể tự rửa tay cũng được mà. Ai biết được là em có cố ý làm cho mình té ngã không? Anh bị bệnh đúng không? Tự mình té ngã để làm gì chứ? Thì em muốn sinh non chẳng hạn. Tôi làm gì mang thai đâu mà sinh với chẳng non chứ? Hai người cứ anh một câu, tôi một câu mà quên đi mất rằng ở đây còn có những người khác tồn tại. Hồng Hân Vân đứng bên ngoài nhà vệ sinh, ngơ ngác nhìn quân vị dương đang ôm Khánh Hân đi đến bồn rửa tay. Thoạt nhìn hai người rất xứng đôi. Nếu như Khánh Hân không lớn tiếng mắng chửi thì hai người trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang giận dỗi yêu với nhau. Ánh đèn vàng chiếu chết người của quân vị dương làm rõ hơn khuôn mặt tuấn tú, khí chất hơn người. Trong giây phút đó, làm cho Hân Vân đắm chìm trong sự trầm luân. Đến bây giờ Hân Vân vẫn chưa thể nào quên được quân vị dương kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh so với những người đàn ông mà cô ta từng gặp trước đây đều trở thành rác rưởi, không một ai có thể so sánh với quân vị dương. Bây giờ cô mới biết chính mình có bao nhiêu ngốc nghếch, tự dưng lại để cho bản thân mình mang thai với loại đàn ông không ra gì để mà phí đi một đoạn thời gian. Nhưng có điều Hân Vân cho rằng những ngày khánh hân sống chung với quân vị dương chắc chắn là không dễ dàng gì mà thậm chí là còn rất gian nan quân vị dương nổi tiếng là vô tình tàn độc không có tình cảm tính cách thì vô cùng kiêu căng những cô gái danh giá trước đó ở bên cạnh anh đều không thể nào chịu được mà dứt ra thế nhưng tình cảnh trước mắt có vẻ như là không giống lời đồn quân vị dương đối với em gái của cô hình như là có một chút yêu chiều ở trong đó hơn nữa, thái độ của Khánh Hân đối với quân vị dương cũng không được tốt cho lắm. Thế mà anh cũng không tức giận vì điều đó. Nếu như lời đồn là không sai, thì chỉ có một sự thật là quân vị dương đã thích khuôn mặt này. Ngay lập tức trong đầu của Hân Vân hiện ra một cảnh tượng rất đẹp đẽ. Sau khi mà cô đổi chỗ với Khánh Hân, quân vị dương cũng sẽ ôm cô, hôn môi của cô và yêu thương cô vô bờ bến. Trong đáy mắt của Hân Vân tràn ra một sự chờ mong và kích động, cô ngốc nghếch nhìn người đàn ông anh Tuấn kia, hận là không thể đổ chỗ ngay bây giờ. Bỗng nhiên, Khánh Hân ho lên vài tiếng, kéo Hân Vân trở về thực tại, làm cho Hân Vân để ý là cô đang nhìn lén bên ngoài phòng vệ sinh. Hân Vân lập tức tránh mình ra, nhìn quân vị Dương đang ôm Khánh Hân đi ra bên ngoài, một bàn tay anh còn đặt trên eo của cô. Hân Vân nhịn không được mà nổi lên một sự ghen ghét cô phải kiên nhẫn không thể nào gấp gáp phải chờ đợi hai người đổi chỗ lại cho nhau lúc đó thì cô muốn quân vị dương ôm bao nhiêu mà không được cơ chứ khánh hân thấy hân vân ngơ ngác mà nhìn quân vị dương như vậy cô không ngừng kêu thầm chị cô mau tỉnh lại đi thời điểm này mà còn trồng cây si sao nếu để cho quân vị dương phát hiện ra thì chết cả lũ luôn đều là tại khuôn mặt anh ta gây họa mà vì không muốn để cho Hân Vân để lộ ra sơ hở, lộ liễu như vậy. Khánh Hân cảm thấy rời đi lúc này là an toàn nhất. Cô chủ động nói. Khi nào thì có kết quả kiểm tra đây? Tài nhục cầm nhìn về phía của quân vị dương, thấy anh không có ý ngăn cản thì trả lời. Chắc là khoảng một tiếng đấy. Tôi, tôi đói bụng rồi. Tôi muốn ăn bánh mì. Tôi không muốn ở trong này để mà chờ chết đói đâu khánh hân đảo mắt rồi nói với quân vị dương quân vị dương vẫn ôm eo của cô không cho cô cách anh nửa bước anh nghe như vậy thì nhíu mày thức ăn bên ngoài không vệ sinh đâu tại sao lại không vệ sinh chứ gần đây có một chỗ bàn bánh rất ngon tôi đã ăn ở đó rất nhiều lần rồi khánh hân lập tức phản đối đôi mắt của quân vị dương lạnh đi cho nên mới thành ra viêm dạ dày sao quân vị dương quay qua nói với tài nhục cầm gọi điện về nhà rồi nói nhà bếp làm bánh mì đi lát nữa tôi sẽ trở về ăn chú ý là không được quá nhiều men không tốt cho dạ dày đâu đấy không cần phải phiền phức như vậy đâu nghe quần vị dương nói như vậy lồng ngực khánh hân không thể không hẫng đi một cái cô chỉ là thuận miệng nói muốn ăn thôi mà thế nhưng quần vị dương lại nói tiếp một câu còn nữa phải dùng tất cả các nguyên liệu sạch và an toàn nhất an toàn cho thai phụ. Trong chốc lát, một câu thai phụ đã làm cho cô tỉnh táo. Hồng Khánh Hân, có phải là cô bị động kinh rồi không? Làm sao mà có thể cảm thấy người đàn ông này làm tất cả vì cô chứ? Anh ta làm tất cả chỉ là vì đứa trẻ ở trong bụng mà thôi. Khánh Hân rơi mắt đi, đột nhiên khỏe mắt lại nhìn thấy Trần Vi đang đứng trong một góc. Ngay lập tức cô thấy mình trột dạ, liền cúi đầu xuống. Vợ sắp cưới của anh ta đang đứng ở đây, thế mà cô lại có suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy từ khi nào mà cô lại trở nên ti tiện như vậy chứ quân vị dương thấy khánh hân cúi đầu anh nghĩ rằng bụng của cô thật sự có vấn đề thế cho nên bế ngang người cô lên rồi đi ra ngoài ngay lập tức mọi người nối đuôi nhau đi theo hân vân lúc này nhịn không được mà chạy tới bên cửa sổ nhìn theo thấy quân vị dương đang ôm khánh hân đi vào trong một văn phòng khác cô nóng vội muốn nhìn quân vị dương nhiều hơn Thế nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy Bởi vì người đã khuất bóng rồi Di động em gái của cô đã tắt máy Gọi điện thế nào cũng không được Không được Cô không thể nào chờ được nữa Cô muốn lập tức hoán đổi lại Cô muốn cùng với quần vị dương thần thiết Và được anh yêu thương chiều chuộng như thế Nghĩ như vậy Hân Vân liền lấy di động ra Do dự vài giây Rồi bấm vào một dãy số gọi đi Đông Anh có thể giúp em một chuyện được không em muốn trà trộn vào trong biệt phủ của quân vị dương. Về tiền thì không thành vấn đề. Trong văn phòng, bảng xét nghiệm đã có kết quả. Tài nhu cầm lấy nó đem đến cho quân vị dương. Người lập tức Khánh Hân căng thẳng. Mặc dù biết trước đây là nước tiểu của chị gái cô, thế nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Là tin vui sao? Trần Vy đứng dậy đi qua hỏi. Quân vị dương nhận tờ xét nghiệm cúi đầu nhìn lướt qua ánh mắt của anh có một chút thất vọng dâng lên khánh hân nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt của anh chỉ thấy người đàn ông này đột nhiên nhướng mắt về phía của cô cô giật mình đứng thẳng lưng lại cô dùng giọng điệu rất bình tĩnh mà nói sao không mang thai có đúng không đoán sai rồi quân vị sương lạnh lùng đáp khánh hân ngẩn cả người ra sai sao sai là sao chứ kết quả không phải là không mang thai à kết quả là mang thai quần vị sương cười như không cười khánh hân lắc đầu cũng không thể nào khống chế được cảm xúc mà đứng bật dậy kích động nói không thể nào kết quả bị nhầm rồi tôi không mang thai hình như là em rất thất vọng khi mà biết rằng mình mang thai sao sự nguy hiểm đã tản ra quần vị sương tiếp tục nói khánh hân cũng lớn tiếng theo Tôi nói là kết quả này bị nhầm rồi Tôi không hề có khả năng mang thai Quân vị dương đi tới Bóp chặt cầm của cô Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt đó Khóe miệng giận dữ mà nói Sao? Mang thai con của tôi Làm cho em khó chấp nhận đến như vậy sao? Tùy rằng anh khinh thường Khi mà lấy mình so sánh Với cái tên cố nam phong bình dân kia Nhưng mà nếu như Người đàn ông đứng ở chỗ này Không phải là quân vị dương anh Mà là cố nam phong thì có phải là cô sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn không? Chứ không giống như bây giờ, nhận được tin mang thai con của anh là biểu hiện sợ hãi, đáng sợ đi ai. Anh thật sự rất chán ghét cảm xúc đố kỵ này, giống như là có một con rắn đang xuất hiện trong người của anh, đang từ từ ăn mòn thần kinh của anh, làm cho anh không thể nào khống chế được cảm xúc. Anh hận là không thể nào giết chết cô đi, giết chết người phụ nữ đã làm cho anh sản sinh ra loại cảm xúc chết tiệt thế này, cái loại cảm giác chỉ có kẻ yếu mới có, anh không nên có. Khánh Hân đã bị ngón tay của anh dần dần tăng sức lực, làm cho cằm của cô vô cùng đau đớn. Cô dùng sức mà đẩy quần vị Dương ra. "Đau quá, anh buông ra." Quần vị Dương lấy lại tinh thần, buông lòng tay ra, bởi vì đẩy anh mà cô ngã ra trên sàn, miệng thở hổn hển. Cho đến khi mà cô ngẩng đầu lên, quần vị Dương đã lạnh lùng xoay người rồi bước ra bên ngoài trần vi muốn đỡ cô thế nhưng khánh hân đã theo bản năng phòng vệ mà nói đừng chạm vào tôi hồng hân vân cô đừng kích động như vậy chứ cô không có mang thai đâu trần vi dịu dàng nói với cô sau đó thì đưa bằng kết quả tới cho khánh hân cô cúi đầu nhìn giấy trắng mực đen viết là âm tính không mang thai vậy tại sao quân vị dương lại nói như vậy chứ Tại sao anh ta lại nói dối chứ? Là bởi vì cô không mang thai sao? Nhưng có nhất thiết là anh ta phải tức giận như vậy không? Ở trong mắt anh ta, cô rất sơ bẩn cơ mà. Chẳng lẽ anh ta lại còn hy vọng cô mang thai đứa con của anh sao? Khánh Hân nghĩ mãi mà không thể nào ra cảm xúc của quân vị dương thay đổi xanh xoạch như vậy là làm sao? Nhất thời làm cho cô có chút ngây ngốc. Trần Vi đỡ cô đứng dậy rồi bảo vệ sĩ lấy một cốc nước tới hân vân cô không bị thương chứ tôi không sao cô phục hồi tinh thần mới vừa rồi cô bị quăng ngã thế nên cũng có chút đau theo bản năng cô xoa xoa bụng của mình rồi lại sực nhớ có trần vi ở đây cô liền buông tay xuống hình như là cô không nghĩ mình sẽ mang thai con của vĩ dương đúng không đột nhiên trần vi lên tiếng hỏi cô nâng mắt lên nhìn sâu vào ánh mắt của trần vi mang theo sự nghiên cứu theo lý mà nói những người như cô đều phải hy vọng có thể mang thai sớm một chút để mà tranh thủ lấy được tiền sau đó rời đi nhưng hình như cô không giống như vậy đích thực là trần vi nói rất đúng trong tình huống bình thường thì bất kỳ một người mang thai hộ nào cũng sẽ như vậy thôi sẽ không giống như cô không thích mang thai thế nhưng khánh hân không còn cách nào để mà trả lời cho rõ ràng bởi vì cô chỉ là người thay thế cho chị gái của cô về điều này cô không thể nào nói rõ ra. Nhưng với Trần Vi mà nói, trong mắt của cô lại là một suy nghĩ khác. Hoặc là cô kéo dài thời gian mang thai để có nhiều thời gian ở bên cạnh Vĩ Dương hơn, đúng không? Vẫn như cũ, cô ta nhẹ nhàng nhìn Khánh Hân, có điều ánh mắt mang theo sự không thiện ý và thậm chí là có cả chất vấn. Ngay lập tức, Khánh Hân phủ nhận ngay. Nói đến vấn đề này, cô rất dứt khoát. Tất nhiên là không phải rồi Nói thật là tôi không nghĩ Mình sẽ sinh con cho quân vị dương Tại sao chứ Trần Vy vô cùng kinh ngạc hỏi lại Bởi vì Bởi vì bạn trai của tôi Đã trở về rồi Khánh Hân nói dối Kể từ sau khi ở bên cạnh quân vị dương Cô không nhớ rằng Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói dối rồi Cô nói dối nhiều đến mức mà Bây giờ mặt không đỏ Tim không run Tôi muốn kết hôn với anh ấy Tôi không nghĩ rằng sẽ sinh con ra Trở thành vết nhơ trong cuộc đời của mình Cô cũng thấy rồi đấy Tôi không thể nào mang thai đúng như ý mình mong muốn Hơn nữa cơ thể của tôi không tốt Không thích hợp để mà mang thai Có lẽ sinh ra đứa con Cũng sẽ không thể nào khỏe mạnh được Quả thực là Trần Vy ngoài ý muốn Khi mà nghe thấy cô nói như vậy Hồng Hân Vân Đây chính là ý của cô thật sao Đương nhiên rồi Cô cũng thấy rồi mà, tôi không mang thai. Triệu chứng nôn mửa chỉ là do dạ dày của tôi không tốt. Nếu như cô đổi người mang thai, không có bệnh tật gì cả, thì không phải là tốt hơn rồi sao? Khánh Hân bắt đầu bài thuyết phục của mình. Trần Vy không nói gì cả. Cô ta chỉ hơi nhếch môi, giống như là muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này thì tài nhục cầm xuất hiện. Cô Trần Vy, chúng ta có thể trở về được rồi. Hai cô gái ăn ý với nhau không tiếp tục lên tiếng nữa cuộc đối thoại đến đây là kết thúc trên đường trở về quân vị dương không ôm khánh hân giống như trước khi đến bệnh viện thậm chí là anh còn để cho cô ngồi ngoài tầm phạm vi mắt nhìn của anh khánh hân nhanh chóng đến chỗ của vệ sĩ ngồi cùng nhau đây đúng là lên voi xuống chó lúc nào không hay mà quả nhiên chỉ vì đứa con thôi vừa thấy cô không mang thai là đối xử với cô lạnh nhạt ngay được nghĩ đến chính mình vừa rồi đa tình là cô lại muốn tát cho mình tỉnh táo trở lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra thì cô đã thành công thuận lợi vượt qua cửa ải nguy hiểm lần này. Khi trở về biệt phủ, quân vị dương cũng không muốn nhìn Khánh Hân một cái mà trực tiếp đi lên trên lầu. Khánh Hân cũng lấy cớ để mà về phòng. Bây giờ biết cô không mang thai, chắc chắn bọn họ sẽ tạm thời ít chú ý đến cô hơn. Cô nói với người hầu rằng mình muốn nghỉ ngơi, không cần phải đi theo. Sau đó cô khóa cửa phòng rồi trốn vào trong nhà vệ sinh. Ở chỗ này hai tháng rồi, cô có thể xác định nơi duy nhất trong nhà không có camera, chính là nhà vệ sinh mà thôi. Ngồi trên buồn cầu, cô cẩn thận lấy ra một chiếc hộp dài rất nhỏ. Vừa rồi, lúc ở trong bệnh viện, từ hành lang y tá đang đẩy xe, cô đã lén lấy trộm một que thử thai. Cô vội vàng xé hộp giấy ra, cầm que thử thai lên nhúng vào trong nước tiểu của chính mình. Vài phút sau, que thử thai hiện rõ lên hai vạch đỏ chót. Cô đã mang thai rồi, thật sự là cô mang thai rồi. Có thể là bởi vì mấy ngày nay biểu hiện mang thai của cô quá rõ ràng, ăn cái gì cũng nôn mửa liên tục, kỳ kinh nguyệt cũng trễ mười mấy ngày. Thế cho nên, cho dù không muốn thừa nhận, thì ít nhiều gì trong lòng cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Có một chút chấn động, thế nhưng cũng không quá là ngạc nhiên nhưng nếu như là nói không lo lắng thì không thể nào cô không thể tưởng tượng được là bây giờ trong bụng của cô đang có một đứa bé chính xác hơn là một bào thai chưa hình thành nó là con của cô và quân vị dương cô ngơ ngẩn ngồi trên bồn cầu trong lòng vô cùng rối loạn có sợ hãi có bất lực nhưng mà cũng có một chút mong đợi tuy rằng tính cách của cô không quá nhiệt thành nhưng mà cô cũng rất thích trẻ con cũng đã có vô số lần cô nghĩ qua trong tương lai cô sẽ có con với một người đàn ông rồi đứa trẻ được sinh ra sẽ vô cùng đáng yêu cho mà xem thế nhưng tất nhiên không phải là thời điểm bây giờ đứa trẻ cô đang mang trong bụng không phải là kết tinh của một tình yêu mà đó là một sự sai lầm của người lớn và hơn hết anh ta đã có vợ sắp cưới rồi nếu như sinh đứa trẻ ra nó sẽ không thể nào gọi cô là mẹ mà sẽ gọi trần vi là mẹ rồi đến một ngày nào đó, nó sẽ biết sự thật, mẹ của nó là một người mang thai hộ, là một món đồ chơi của bà nó. Cô và nó sẽ không thể nào cảm nhận được thế nào là tình cảm mẹ con. Thế cho nên, cô không thể nào giữ lại đứa bé này. Giải thoát cho nó chính là trở lại cho cô một con đường sống. Khánh Hân hủy đi que thử thai, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thả lỏng cơ thể, ép bản thân mình không cần phải căng thẳng quá mức. Chỉ cần chờ một thời điểm thích hợp cô sẽ tìm cách bỏ đứa bé đi nếu như làm chính mình bị thương để sinh non vậy thì quá nguy hiểm rồi cô phải dùng biện pháp an toàn hơn tốt nhất là đi bệnh viện để bỏ thai may mắn là sau khi trần vi cùng với quân vĩ dương trở về không bao lâu thì hai người đó lại đi ra ngoài từ ngoài cửa sổ nhìn thấy chiếc xe rời đi khánh hân mới nhẹ nhàng thở ra cô nằm trên giường một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay cô tỉnh lại là do có người hầu gõ cửa, kêu cô đến giờ ăn tối rồi. Cô xuống lầu thì phát hiện ra chỉ có một mình cô. Thiếu gia và cô Trần Vi sẽ không ăn tối trong biệt thự, cô không cần phải chờ đâu. Người hầu lên tiếng nói với cô. Cô gật đầu, cũng tốt, vậy thì cô có thể ăn uống thoải mái hơn rồi, có nôn thì cũng sẽ không sợ quần vị dương để ý tới rồi. Ăn xong bữa tối, Khánh Hân đi ra ngoài vườn đi dạo một chút cô mới ngạc nhiên khi mà thấy trong nội bệnh viện có tới mấy người mặc áo trắng đang đứng đó, hình như là vừa mới tới. Chẳng lẽ là quân vị dương mời tới đây để mà kiểm tra cơ thể sao? Mấy người đó là ai vậy? Cô bỗng dưng trở nên lo sợ, hỏi mấy người hầu đang đi phía sau. Dạ, là đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng do thiếu gia mới mời về. Trước kia không có cơ mà. Em nghe nói là bị sa thải rồi, hình như là bởi vì bệnh dạ dày của cô mãi không khỏi thế cho nên chắc là thiếu gia đã đổi một đội mới rồi người hầu vừa nói mà vừa hâm mộ trong lòng thật sự là thiếu gia đối với hồng hân vân rất tốt chỉ là ở bên ngoài thỉnh thoảng hơi mắng chửi lớn tiếng một chút thôi chứ mà nhìn về hành động thì thấy còn tốt hơn đối với trần vi nhiều khánh hân cũng không nghe rõ người hầu nói cái gì bởi vì cô đang bận để ý đến một cô gái trong đội người đó cô gái đó đeo khẩu trang tuy là không thấy mặt nhưng mà nhìn dáng người thì rất quen mắt bóng dáng đó rất giống với hồng hân vân hồng khánh hân không biết chính mình có nhìn nhầm hay không muốn đi đến gần hơn để nhìn cho rõ nhưng phía sau lại có người hầu cứ đi theo cô không thể nào cứ đến đó chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn thôi hình như là cô ta cũng nhìn thấy cô rồi sau đó nhìn xuống cổ tay trái của cô ta thì nhìn thấy một sợi dây lắc có đính đồng ngọc đong đưa. Vào sinh nhật năm 18 tuổi, ba của cô đã tặng hai chiếc cho hai chị em, mỗi người một sợi. Nghĩ đến đó, Khánh Hân chấn động. Quả thật là chị Hân Vân rồi, chị ấy đã trà trộn vào trong đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng sao? Nhưng mà đây là nơi ở của quân vị dương, làm như thế quá nguy hiểm rồi. Người hầu lúc này lo lắng lên tiếng. Cô Hân Vân, cô sao thế? Sao mà sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt thế này? Cô bị bệnh à? À tôi không sao. Tôi hơi mệt. Chúng ta trở về đi. Khánh Hân thu hồi tầm mắt rồi xoay người đi vào bên trong biệt thự. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hân Vân đang đứng trước cửa bệnh viện còn giơ một ngón tay ra để mà ra hiệu với cô. Một tiếng sau hẹn gặp nhau trong nội bệnh viện sao? Khánh Hân không dám tập trung quá lâu sợ rằng người hầu thấy có gì đó bất thường cô vội vàng quay đầu. Muốn đi tới cửa biệt thự thì quân vị dương cùng Trần Vi đã trở về. Hai người mặc lễ phục, thì ra là đi tham gia yến tiệc. Trần Vi còn kéo kéo cánh tay của quân vị dương, nói chuyện gì đó rất vui mà cả hai người đều cười vui vẻ. Cái cảnh này đúng là trai tài gái sắc, thân mật hài hòa, yêu thương lẫn nhau. Khánh Hân vô tình chạm phải ánh mắt của quân vị dương, mà anh thì cũng không nhìn cô. Lạnh nhạt liếc mắt rời đi, không để cô vào trong tầm mắt. Trần Vy nhìn thấy Khánh Hân thì lập tức lên tiếng. Hân Vân, con tối chưa đấy? Cơ thể cô thấy thế nào rồi? Vy, em không cần phải quan tâm mấy chuyện vô nghĩa như vậy đâu. Không đợi cho Khánh Hân mở miệng thì quân vị Dương đã lên tiếng trước. Anh nói ra vẫn như cũ, không hề liếc nhìn cô lấy một cái nào. Cách nói chuyện của anh giống như hai người là hai người xa lạ. Khánh Hân có một chút mất mát không hiểu tại sao cổ họng cô lại nghẹn lại như là có vật gì đó chắn ngang. Theo bản năng, cô cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, sự mất mát càng ngày càng tăng thêm. "Ờ, à, cảm ơn cô đã quan tâm nha." Sau đó cô lùi lại để hai người đi vào trong nhà trước. Quân vị Dương sải bước chân đi vào trước, Trần Vi cũng theo anh đi phía sau, hai người cùng nhau đi lên trên lầu. Khánh Hân đứng yên ở đó không nhúc nhích, người hầu thấy như vậy thì nhịn không được lên tiếng. Cô Hồng Hân Vân Thật ra thì thiếu gia đối với cô rất tốt Chỉ là dù sao cô ấy Cũng là vợ sắp cưới thôi Cô không biết tại sao Người hầu lại an ủi cô nữa Đôi mắt của cô chuyển động Thuận miệng mà nói Tôi không sao đâu Tôi muốn yên tĩnh một mình Cô có việc gì thì cứ đi làm đi Dạ vâng ạ Người hầu nói xong thì vội vàng rời đi Khánh Hân đi đến Một góc vườn bên cạnh Ngồi xuống xích đô đung đưa nhẹ vài cái cô biết rằng người hầu đó vẫn chưa rời đi, cô ấy đang ngồi đằng sau theo dõi một chút nữa, thấy không có gì khả nghi thì mới thực sự rời đi. vốn dĩ cô người hầu này được quân vị dương giao cho trách nhiệm đó là phụ trách cuộc sống hàng ngày của khánh hân, mà bây giờ vệ sĩ canh gác biệt phủ rất nghiêm ngặt, khánh hân không có khả năng để chạy thoát ra bên ngoài, cho nên người hầu mới buông lơi cảnh giác, không quá đề phòng mà rời đi. xác định người hầu thật sự rời đi rồi. Khánh Hân đi dạo thêm một chút nữa trong vườn hoa, cuối cùng thì đi đến nội bệnh viện. Y tá trực ca à nhìn cô, biết là cô gái mặc quần vị dương rất chiều chuộng, thì lập tức cung kính lên tiếng. Cô Hồng Hân Vân, không biết có chuyện gì không? Tôi thấy cổ họng của mình không được tốt, thế nên tôi đến đây. Bác sĩ ở trên lầu sao? Đúng vậy, ông ấy đang ở trong văn phòng, để tôi đưa cô lên nha. Thôi thôi, không cần đâu, để tôi tự mình lên đó là được rồi Cô cười với cô gái kia một cái Sau đó thì hướng lầu đi lên Cô đi lên trên lầu 2 Thì cửa bên hành lang đã mở ra Một bàn tay đã vươn tới Kéo cô vào bên trong Cửa phòng bị khóa lại Sau đó thì đèn bật lên Hồng Hân Vân xuất hiện trước mặt của cô Trong bộ dạng mặc áo blue trắng Khẩu trang được kéo xuống Nhìn thấy cô thì lập tức kêu lên Em gái, Chúng ta lại gặp nhau rồi Im lặng đi Khánh Hân lập tức che miệng của Hân Vân Hội hộp mà nhìn ra bên ngoài Hân Vân kéo tay của em gái xuống Không sao Buổi tối khi mà pha trà Chị đã pha vào một ít thuốc ngủ rồi Cho nên nhóm chuyên gia đã ngủ hết rồi Lần này Hồng Khánh Hân mới yên tâm một chút Nhưng mà cô vẫn phải cảnh giác Dùng giọng nói nhỏ nhất mà nói Tại sao chị có thể trà trộn vào đây chứ Vừa lúc chị có một người bạn trong đội ngũ chuyên gia Cậu ấy đã nói giúp chị là chị rất thích quân vị dương Muốn tìm cách hấp dẫn anh ấy Thế cho nên bọn họ đã cho chị thời gian ở lại đây Hồng Hân Vân giải thích đơn giản Nhưng mà thực chất bên trong không đơn giản như vậy Để có thể thuận lợi vào đây Lúc chiều cô đã ngủ với một lão già làm điều kiện trao đổi Khánh Hân không đồng ý cách làm này Hân Vân, chị làm như vậy quá nguy hiểm rồi nếu để cho bọn họ phát hiện ra Chúng ta là chị em sinh đôi Như vậy thật sự là phiền phức lắm đấy Nhưng mà ở trong bệnh viện Em đã chắc chắn là Mình mang thai rồi không phải sao Nếu chúng ta chưa đổi lại Thì chẳng lẽ em thật sự định sinh con Cho quân vị dương à Hồng Hân Vân cắn cắn môi mà nói Khánh Hân lập tức phản bác Đương nhiên là em không có ý đó rồi Em sẽ không bao giờ sinh ra đứa bé này đâu Vậy cho nên, Khánh Hân à, bây giờ chúng ta liền đổi cho nhau đi." Hồng Hân Vân nắm lấy tay của cô nói câu đó, làm cho Khánh Hân ngẩn cả người ra. "Bây bây giờ sao?" "Đúng vậy, bây giờ tóc của chị cũng được làm giống với tóc của em rồi, chúng ta chỉ cần đổi quần áo một chút là sẽ không ai biết cả." "Từ trước đến nay Khánh Hân tương đối cẩn thận," cô nói. "Nhưng như vậy có an toàn không đấy?" dù sao thì trong thời gian này hồng hân vân nhìn ra rằng khánh hân đang do dự cô liền mất hứng bĩu môi mà nói khánh hân chẳng lẽ là em không muốn đổi lại sao có phải là em đã thích quân vĩ dương rồi đúng không đương nhiên là không có chuyện đó rồi ngay lập tức khánh hân ngước mắt lên cô không nghĩ rằng mình lại trả lời nhanh như vậy trả lời mà không cần suy nghĩ điều này khiến cho cô giật mình nếu không phải, vậy thì bây giờ đổi ngay không phải là rất tốt sao? Vốn dĩ người mang thai hộ là chị cơ mà, em chỉ là thế thân thôi. Vậy mà em lại dám để cho mình ngủ với quân vị dương. Cái này có chút không đúng đâu." Hồng Hân Vân lôi kéo tay của cô. Khánh Hân không nói gì cả, trên thực tế, đây chính là thời cơ tốt nhất. Đúng lúc cô đang mang thai, muốn giố giếm, muốn qua mặt quân vị dương ngay tại chính căn nhà của anh ta cũng rất khó hơn nữa cô cần phải tìm cơ hội để mà đến bệnh viện rồi bỏ đứa trẻ đi vậy thì cứ ở đây mà tráo đổi thân phận đi có điều khánh hân vẫn nắm tay của hân vân nghiêm túc mà nói em không biết là chịu đối với quân vĩ dương là loại cảm giác gì nhưng mà hân vân anh ta không phải là một người đàn ông tốt đâu còn nữa chưa nói hết câu thì hân vân đã lộ ra vẻ mặt si mê cắt ngang lời nói của Khánh Hân. Khánh Hân à, chị yêu anh ấy. Chị yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng mà anh ta đã có vợ sắp cưới rồi. Khánh Hân nhíu mày. Chị không để bụng đâu, chị chỉ cần quân vị dương cũng yêu chị là được rồi. Có thể được ở bên cạnh quân vị dương, chị đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Ngữ điệu của Hồng Hân Vân rất kiên định sau đó thì khinh thường nói tiếp so với cưới được một người đàn ông bình thường sống cuộc sống bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì cả chỉ cần làm tình nhân ở bên cạnh anh ấy cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi chỉ cần nghĩ đến cuộc sống cơm áo gạo tiền kia là chị phát ngấy lên rồi khánh hân nhíu mày từ nhỏ đến lớn quan điểm sống và tình yêu của hai người đã rất khác nhau thành ra đến bây giờ đã tạo ra hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Em đừng khuyên chị nữa, Khánh Hân. Chị yêu quân Vị Dương. Bây giờ chính là cơ hội rất tốt. Chị sẽ vì anh ấy mà sinh con, rồi từ từ củng cố địa vị của mình. Chị phải nỗ lực tranh thủ thời cơ tốt này để mà nửa đời sau không cần phải lo lắng gì nữa. Hồng Hân Vân rất tự tin mà nói. Khánh Hân biết là không thể nào khuyên được chị của cô nữa rồi một khi mà trong tiềm thức đã in sâu cái suy nghĩ đó, thì người ngoài có nói cái gì vào cũng đều là sai, cũng đều là không đúng mà thôi. Hân vân này, nhưng mà có một số việc em phải nói cho chị biết. Sau đó, Khánh Hân kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai tháng vừa qua cho Hân vân nghe. Đại khái là chỉ nói đơn giản, bao gồm cả chuyện của Cố Nam Phong. Hân vân nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nhịn không được mà biểu môi. Khánh Hân, chị phải nói cho em biết, tính cách của em quá mạnh mẽ, lại còn không chịu nghe lời nữa. Đàn ông ấy mà, chỉ thích phụ nữ ngoan ngoãn và nghe lời thôi. Khánh Hân không trả lời, cũng không hề quan tâm đến đề tài đàn ông thích phụ nữ thế nào. Cô không nghĩ rằng sẽ vì một người đàn ông mà thay đổi tính cách của mình. Cứ làm cho mình sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Cô chuyển sang đề tài khác. Hân Vân những gì cần nói, em đã nói với chị rồi. Nói tóm lại, khi mà ở cùng với quân vị dương, chị phải chú ý đến an toàn của mình đấy. Được rồi được rồi, chị biết rồi. Em cứ yên tâm đi. So với em thì chị còn biết cách làm thế nào khi mà ở chung với đàn ông hơn đấy. Chúng ta mau đổi lại quần áo đi. Hân Vân không chú tâm, cô ta vội vàng nói. Vậy là hai chị em đã nhanh chóng cởi quần áo ra, sau đó thì mặc quần áo của đối phương vào hai người càng lớn càng giống nhau làn da chiều cao giá người không có gì là khác biệt người bên ngoài nhìn vào không thể nào phân biệt ra ai là hồng hân vân ai là hồng khánh hân hồng hân vân mặc trên người chiếc váy của khánh hân đứng trước gương không cầm lòng được mà sờ sờ nhìn chiếc váy này đúng là không tầm thường chất vải mềm mại thật đấy khánh hân chắc là chiếc váy này rất đắt có đúng không lúc trước Cô có đi tham gia mấy buổi yến tiệc Nhìn những người giàu có mặc qua chiếc váy này Nhìn như là mấy trăm triệu một chiếc Trời đất ơi Bây giờ cô có thể đi theo quân vị Dương Là một niềm hạnh phúc Nếu không thì cả đời này chưa chắc cô ta Có thể được sờ đến loại vải Huống chi là mặc nó cơ chứ Khánh Hân mặc áo blue trắng vào Trong lòng cảm giác lo lắng Bây giờ không phải thời điểm Để nói đến vấn đề này đâu Mà đúng rồi Bây giờ em ở trong đội ngũ dinh dưỡng rồi, có thể ra vào tự do có đúng không? Không thể nào tùy ý ra vào, bởi vì đội ngũ này là quân vị dương dùng rất nhiều tiền để mời về, nói là bổ sung dinh dưỡng cho em. Hân Vân nói mà có chút đố kỵ, không nghĩ tới rằng quân vị dương lại coi trọng cơ thể của em gái mình đến như vậy. Nhưng mà không sao, dù sao thì với khuôn mặt giống nhau như đúc cô khẳng định rằng quân vị dương sẽ còn chết mê chết mệt với kỹ thuật của cô hơn khánh hân nôn nóng nói không thể nào tùy ý ra vào sao em là chuyên gia dinh dưỡng giả mà hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này cả em rất dễ sẽ bị lộ mất không sao ai bảo em làm gì thì em cứ làm như vậy nếu như có làm sai thì cũng chỉ là bị mắng vài câu thôi như thế sẽ dễ dàng bị đuổi việc đi nhưng như vậy thì nguy hiểm quá. Hơn nữa em còn phải đeo khẩu trang. Lỡ như... Cái này thì chị chuẩn bị sẵn rồi. Hồng Hân Vân nói xong thì từ cái bao trong góc tường lấy ra một ống tiêm. Đó, đó là cái gì thế? Khánh Hân sợ hãi. Hân Vân không trả lời mà cô liền kéo tay của Khánh Hân lại. Tiêm vào mu bàn tay của Khánh Hân rồi rút kim ra. Khánh Hân bị đau rút tay lại chị làm cái gì thế chị tiêm cho em thuốc gì thế này em đừng sợ đây là một loại thuốc được điều chế từ thực vật nó có tác dụng nổi mấy chấm đỏ ở trên mặt có như vậy thì người khác mới không thấy mặt của em giọng nói cũng sẽ bị thay đổi một ngày sau đó sẽ có thể hồi phục bình thường không để lại sẹo cũng không có tác dụng phụ đối với cơ thể đâu lồng mày của khánh hân đã nhíu chặt lại cô buột miệng mà thốt ra nhưng mà em còn đang mang thai đối với đứa bé sẽ không có ảnh hưởng gì cả hơn nữa không phải là em có ý định bỏ nó đi sao khánh hân mất máy môi trong lòng có cảm giác không thoải mái cho lắm nhưng mà đồng thời cô cũng bị cảm giác này làm cho buồn cười vốn dĩ cô định bỏ nó đi vậy thì cô còn lo lắng cho nó để làm gì cơ chứ khánh hân cho dù là đã được tiêm thuốc rồi nhưng mà em cũng không thể nào để người khác kéo khẩu trang của mình xuống đâu đấy hân vân nói xong thì ôm khánh hân giống như là lúc còn nhỏ vất vả cho em rồi đến khi mà quân vị dương thật sự yêu chị thì chị sẽ trả ơn cho em sẽ không để cho em phải chịu thiệt đâu khánh hân đúng lúc này thì trên cầu thang vang lên tiếng bước chân cùng với âm thanh dò hỏi vang lên cô hồng hân vân khánh hân lập tức nói nhỏ là y tá đấy. Em nói rằng cổ họng của em không được tốt, tìm bác sĩ để khám bệnh." Hân Vân cầm cổ tay của cô. "Được rồi, chị đi ra ngoài đây. Có cơ hội thì chúng ta gặp lại nhau nha." "Em biết rồi, chị nhớ chú ý an toàn đấy." Hân Vân hít vào một hơi thật sâu, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Đúng lúc này thì gặp y tá đang đi lên. "Cô Hân Vân, tôi thấy cô đi lâu quá mà chưa trở xuống." Thế nên là tôi lên đây Cô đã tìm được bác sĩ chưa? Hồng Hân Vân nở ra nụ cười rất mỹ lệ Bác sĩ hình như là đi ngủ rồi Cô có thể lấy giúp tôi một ít kẹo bạc hà được không? À được rồi, để tôi lấy cho cô nha Y tá nhìn nhìn Hân Vân một chút Rõ ràng là cùng một người Nhưng mà không biết tại sao cứ có cảm giác Cách nói chuyện của Hồng Hân Vân rất khác Ở trong văn phòng lúc này Khánh Hân dán lỗ tai lên cánh cửa, nghe tiếng bước chân đã đi ra. Chắc là bọn họ đã xuống lầu dưới rồi. Cơ thể đang căng cứng của cô lúc này mới thả lòng ra. Đột nhiên trên mặt có một chút ngứa ngứa. Cô đi đến trước gương thì phát hiện ra hai má của mình đã nổi lên mấy chấm mụn màu đỏ. Trong chốc lát, cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi ngẩng đầu lên nhìn đèn trần nhà đang chiếu sáng. Giờ phút này đây, cô mới có cảm giác chân thật là cô đã thoát khỏi cái danh xưng người mang thai hộ. Hồng Hân Vân đã trở về rồi, cô không cần phải làm thế thân nữa. Bây giờ cô chỉ cần tìm ra cách để mà thoát khỏi biệt phủ của quân vị dương là xong rồi. Sau đó cô có thể hoàn toàn tự do. Nghĩ đến đó, cô lại nâng tay lên đặt trên bụng của mình. Cô không thể nào vì tình mẹ bất chợt này mà sinh ra em bé này. Sinh ra nó rồi chỉ khổ cho con và cả khổ cho cô mà thôi để tốt cho cả hai người, cô phải tuyệt tình. Xin lỗi con, mẹ không phải là một người mẹ tốt rồi. Trong biệt thự, sau khi quân Vĩ Dương tắm xong cũng chưa nghỉ ngơi mà đi đến thư phòng mở cuộc họp hội nghị qua video. Gần đây trong công ty có rất nhiều dự án khai phá, có rất nhiều chính sách và ý kiến cần anh phải quyết định. Sau khi họp xong, quân Vĩ Dương ngồi lại để mà xem tài liệu. Bỗng nhiên, cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đầu của anh không ngừng lên. Cửa phòng bị mở ra. Hồng Hân Vân mặc trên người chiếc váy ngủ bằng lụa rất mỏng đi vào. Trong tay còn bưng theo cả một cái khay mà trên đó là ly sữa ấm và một đĩa điểm tâm rất nhỏ. Quần vị Dương nâng mí mắt có chút ngoài ý muốn mà nhìn cô. Đợi cho đến khi cô đặt khay lên trên bàn thì khóe miệng của anh không khỏi nhếch lên. Lòng dạo của cô như sắt đá Thế mà còn biết quan tâm đến anh sao? Hay là cô đang có ý đồ gì đây? Cô muốn tới đây lấy lòng anh giống như lần trước để mà thực hiện ý đồ gì sao? Quân vị dương cúi đầu xuống, ngón tay thon dài, chạm vào mấy tờ tài liệu, bộ dáng giống như là đang rất tập trung làm việc. Hồng Hân Vân chỉ là nhìn anh thôi mà tâm tình đã lộn xộn hết cả lên rồi. Cô ta dùng giọng mũi nhão nhoét để mà nói. Vĩ Dương, anh uống một chút sữa nóng đi. Có thể là do sinh đôi, thế nên giọng nói của hai người tương đối giống nhau. Người ngoài nghe vào cũng khó mà phân biệt cả hai. Nhưng mà có điều, bình thường Khánh Hân không bao giờ dùng giọng điệu làm nũng đó để nói chuyện với quân vị dương. Thế cho nên giờ phút này đây, câu nói vừa rồi lọt vào trong tai của quân vị dương, làm cho anh không khỏi ngạc nhiên mà ngừng đầu lên, một lần nữa nhìn cô. Thế ánh mắt của anh nhìn qua, Hồng Hân Vân liền trở nên xấu hổ, ngại ngùng mà nói rất khẽ. Vĩ Dương, anh, anh làm sao thế? Lần đầu tiên anh thấy cô dùng ngữ điệu như vậy để mà nói chuyện. Cho dù là lúc triền miên ở trên giường, cô cũng sẽ khắc chế bản thân mình, không bao giờ làm nũng với anh như thế này. Tuy rằng giọng nói này cũng rất dễ nghe, nhưng mà không hiểu tại sao anh lại có cảm giác nó không được tự nhiên. Cô đang chơi trò diễn xiếc với anh sao? Tại sao lại ăn mặc thế này chứ? Quần vị dường nhèo mắt, tầm mắt đảo qua cơ thể của cô. Anh... anh không thích sao? Hồng Hân Vân cắn môi. Cô nghĩ rằng đây là loại áo ngủ có thể nhìn xuyên thấu. Cô không mặc gì bên trong, như thế thì sẽ càng gợi cảm hơn rồi. Tôi thích thì em sẽ mặc sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần anh thích thì cái gì em cũng sẽ mặc thử. Hồng Hân Vân tiến lên mấy bước để cho đèn bàn chiếu vào người của cô, làm lộ rõ ra cơ thể của mình. Cô ta còn cố ý cọ cọ vào người của anh. Quần vị dương phản phất thấy hình như là tính cách của cô thay đổi không ít rồi. Anh nghiền ngẫm mà nói ra. Nếu như tôi không thích em mặc thì sao? Vậy thì em sẽ cởi nó ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 17 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì tôi anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.